Tại vì ít bông này, muối mà khô khô xíu nghe, đừng ướp. Hình như rồi hả? Có lần gì đi á, hình như đó. Cái ông Sơn mà ông hề mà có cái cục lùi lùi dưới cằm như đó kìa, gần đây đây thì thằng trừ đưa đi kết quả cô hói hói à, đâu phải đâu. Thì ông mà ông ấy hay bị mấy cái cục mà lùi lùi thì thừa đấy, cái hàm gì đó này, mà có lần mà chị shop một con này lấy cằm mình lấy á, nhớ không? Cái gà trắng tinh á, gà trắng bông luôn. Này bị mấy cái thịt lồi to to, cái sẹo lồi to luôn đấy. À. Câu nắng tạo lắm. Vừa rồi hôm qua em lấy, em tự nhìn phiếu kìa. Ừ. Mấy đứa kia em lấy này, chứ không có cái loại gì đó mà. Chưa giờ ông kia sao, ông quen không kia không. Em lấy cho ông thử á. Em nhảy vô chắc là chờ chị ấy quá đó. Chắc là múc cái này cũng cứng kìa, không dễ ra.
Nhiều lắm. Người có bố mẹ ăn nó cũng mập như là ăn cho tốt. Lúc mình rất bớn mẹ. Muốn mày về quẹt. Có mẫu chưa? Đám bên đây chị hả? Ừ.